mẹ sẽ luôn ở bên con bài của linh mục joseph tại duy tuyền trong mọi chữ tình có lẽ tình mẹ là cao đẹp và chung thủy nhất cuộc tình nào cũng có thể đứt đoạn nhưng tình mẹ thì mãi mãi ở với con cuộc tình nào cũng có lúc đầy lúc phơi nhưng tình mẹ thì mãi đông đầy cho con vượt qua năm tháng người ta kể rằng có một gia đình bị bắt vào trại giam của phát xít đức nơi mà bất kỳ người nào không còn khả năng lao động sẽ bị đẩy vào lò khí độc trong gia đình có một cậu bé nhỏ nhất bị tật nguyền và càng lúc càng không thể tiếp tục làm việc người cha mỗi tối là đối diện với nỗi sợ hãi luôn tự hỏi liệu rằng ngày mai có phải là ngày đứa con tật nguyền đáng thương sẽ bị đưa đi không. Một ngày anh trở về không thấy bóng dáng của đứa con Út và vợ đâu. Anh hỏi cậu con trai lớn, "Có phải bọn chúng đã đưa em con đi rồi không?" Đứa con trai lớn đẫm lệ bảo với bố, "Khi chúng đến bắt em, em sợ hãi khóc thét lên." Vì vậy, Mẹ đã bảo, đừng sợ bé yêu, mẹ sẽ đi với con và mẹ sẽ luôn ở bên con. Thế là mẹ đã đi cùng em đến lò hơi ngạc để em không còn sợ nữa. Mẹ sẽ ở luôn bên con. Chắc chắn là lời nói từ trái tim của bất kỳ một người mẹ nào. Bất kỳ người mẹ nào cũng muốn vì con mà làm tất cả kể cả hy sinh đến tính mạng của mình. Điều kỳ diệu là khi có mẹ thì mọi lo âu sẽ tan biến. Khi có mẹ thì chẳng còn điều gì làm con sợ hãi. Khi có mẹ, con sẽ bình yên dù bên ngoài bầu trời đang mưa giông bão tố. Dường như ở bên mẹ, ta nghe được câu nói đầy tình mẫu tử mà người mẹ nào cũng sẽ nói với con con hãy nhớ rằng trong cuộc đời luôn có một nơi an toàn nhất trên đời đó là ở trong lòng mẹ. Tháng Măng Côi, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng về mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu cũng là mẹ của chúng ta. Xưa bên kê thập giá, Chúa đã trao phó Thánh Gioan cho mẹ. Qua Gioan, mẹ Maria đã nhận làm mẹ của cả nhân loại. Từ nay, Mẹ là mẹ của từng người chúng ta. Từ nay, Mẹ sẽ bao bọc chúng ta như Mẹ đã từng bao bọc hài nhi Giêsu. Từ nay, Mẹ Maria sẽ chăm sóc chúng ta như xưa đã chăm sóc cho Chúa Giêsu con Mẹ. Từ nay, Mẹ Maria sẽ đứng bên cuộc đời chúng ta như Mẹ đã đứng kề bên Thánh giá Chúa. Từ nay, cái đau của chúng ta cũng là nỗi đau của mẹ Vì tình mẹ mãi mãi là thế Hết mình vì con, chấp nhận khổ vì con Một tình yêu quên cả chính mình để hết lòng săn sóc, chăm sóc đàn con Như tình mẹ trần thế mà ca dao đã từng nói Đêm mùa thu mẹ ru con ngủ Năm canh dài thức trọn năm canh mẹ Maria cũng đang nói với chúng ta Hãy yên tâm, ở bên mẹ con sẽ quên hết mọi ưu phiền Hãy phó thác nơi mẹ Có mẹ mọi sự dữ sẽ bị để lùi Mọi khó khăn sẽ tan biến Lịch sử đã từng chứng minh nhiều lần giáo hội rơi vào khủng hoảng Tưởng chừng như sẽ bị nghiền nát trước sự dữ Thế mà khi con cái phó thác nơi mẹ thì bình an đã trở về sóng gió cũng qua đi giáo hội không bao giờ quên ngày 7 tháng 10 năm 1571 khi mà vua hồi giáo mang đại quân hướng về La Mã và thề hứa sẽ biến đền thờ Thánh Phêrô thành một chuồng ngựa. Đạo binh Công giáo ít ỏi với vũ khí thô sơ ra nghênh chiến trong khi ở hậu phương giáo dân lần chuỗi mân côi cầu xin với đức mẹ nhưng đạo quân hồi giáo đã không thể tiến tới thành roma một cơn giông tại vịnh lê đã quật ngã tất cả đạo quân chìm sâu dưới biển mẹ maria đã chặn đứng sức tiếng vũ bạo của đạo quân hồi giáo và để ghi ơn đức mẹ đức giáo hoàng phaolô thứ năm đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7 tháng 10 hàng năm. Cuộc đời hôm nay vẫn còn đó những khó nguy, vẫn còn đó sức mạnh của sự giữ khiến chúng ta cảm thấy bất lực và sợ hãi. Hãy phó thác cho mẹ, hãy cầm lấy vũ khí chiến đấu là tràn chuỗi mân côi để phó thác nơi mẹ. Chắc chắn mẹ có dư khả năng thay đổi tình thế cho chúng ta vì mẹ là mẹ thiên chúa quyền năng ước gì chúng ta luôn trân trọng tình mẹ luôn gắn bó với mẹ luôn cậy dựa vào mẹ để nhờ mẹ và qua mẹ chúng ta lĩnh nhận được muôn vàng ân lành hồn xác của chúa và chắc chắn khi đó chúng ta cũng sẽ được nghe câu nói thật thân thương của mẹ mẹ sẽ luôn ở bên con đừng lo nhé con của mẹ amen Bài của Linh mục Joseph tại Duy Tuyền